Xuân Quỳnh và Jennifer rất là vui khi mà quý vị khán giả vẫn giữ máy theo dõi phần 2 của chương trình In Your Skin. Chắc là bây giờ mình chia sẻ tiếp theo về những cái sản phẩm khác trong cái bộ collection Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng lần này ha Jennifer? Dạ, yeah, so cái bộ Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng cho ngày lễ Mother's Day đó, nếu mà quý vị mua riêng chỉ giá là 700 đồng lận. Nhưng mà cái giá đặc biệt ngày hôm nay khi quý vị mua nguyên cả bộ đó gồm có 10 sản phẩm. Yes, có 10 sản phẩm đó là chỉ có 475 đồng thôi. Cái này là có thêm free shipping nữa. Và nếu mà quý vị đến hai chi nhánh của công ty Forever Be More để mua cái bộ này từ đây đến Mother's Day đó, quý vị sẽ được tặng thêm nữa một cái gift bag trị giá 125 đồng. Wow, yeah, rất là promotion rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi, so quý vị có thể là make sure là cái người mẹ của mình hay là cái người vợ của mình vào ngày lễ Mother's Day sẽ có một cái món quà rất là đặc biệt. Và nếu như quý vị khán giả muốn gọi vô trò chuyện với Jennifer và Xuân Quỳnh cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của mình đã sử dụng qua những sản phẩm thì có thể gọi vào số phone là 415-819-1497. Dạ. Thì Jennifer muốn nhắc lại trong cái bộ Mother's Day Collection này là cái bộ Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng á. Đầu tiên có là cái kem họ phát. Kem họ phát là giúp là chống lão hóa, trị những cái nếp nhăn và đồng thời cũng là giúp giữ độ ẩm cho cái làn da của mình. Cái này là quý vị có thể dùng là vào ban đêm. Còn ban ngày đó quý vị có thể xài là cái kem lụa, trong cái bộ này cũng có luôn. Kem lụa làm bằng cái nền của con ốc xin, giúp là mang đến cho quý vị cái làn da sáng sủa và cũng trị những cái nếp nhăn trên da mặt luôn. Và về serum á, thì công ty Forever Be More trong cái bộ này sẽ có là cái serum trứng cá hồi cho quý vị. Thì cái serum này trong đây có là 7 ống, quý vị có thể xài được tới 7 tuần lận. Thì trong đây có nó có là nước biển, trứng cá hồi để mang đến quý vị một cái làn da, nó giúp là sẽ khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho cái làn da và đồng thời kết hợp chung với lại cái kem họ phát hay là kem lụa đó, thì quý vị sẽ thấy cái làn da rất là mịn màng. Và một sản phẩm tiếp theo đó chính là sữa rửa mặt, phải không? Dạ, trong đây có là cái bộ sữa rửa mặt cho quý vị, đó là cái Age Defense Cleanser. Đúng rồi, sữa rửa mặt chống lão hóa. Dạ, và có là cái Soft Touch Peeling Gel. Thì cái Soft Touch Peeling Gel nó cũng không phải là cái sữa rửa mặt nữa, nhưng mà nó là một cái gel tẩy tế bào chết. Đúng rồi. Dạ, và trên đây em có thấy là một cái cuộc gọi, em xin mời nha. Hello. Jennifer, hôm qua chị có kêu, chị Kim đó. Dạ, hi chị Kim. Chị muốn mua cái bộ đó, giờ chị muốn ví dụ chị mua thì ngày nào ra cũng được tặng một cái phi về chị bác gift đó. Dạ đúng rồi. Dạ, weekend này thì tụi em đóng cửa tại vì tụi em có cái private event á. Nhưng mà nếu mà chị có thể đến thứ 6 ngày mai đó, em có thể giữ cho chị cái gift bag. Ok. Dạ. Chị muốn đổi cái chai thuốc gì đó cho chị khác cũng được. Yes, cái đó em có thể hỏi management lại, em có gì sau show em điện cho chị nha. Okay. Dạ, thank you chị Kim. Thank you chị. Dạ, thì trong đây có cái Soft Touch Peeling Gel. Thì cái này quý vị chỉ xài một tuần 1 đến 2 lần thôi để nó kỳ cái da chết của mình ra. Và mỗi ngày đó thì khi quý vị rửa mặt, quý vị có thể xài là cái sữa rửa mặt chống lão hóa. Đúng rồi, quý vị có thể sử dụng vào buổi sáng cũng như là sau khi mà mình mang make up để mà tẩy đi cái lớp make up của mình. Dạ, và trong bộ đó đó cũng có là 3 chai Macabu. Thì cái Macabu này đó là quý vị thấy đây là nó là cái chai, nó gọi là Macabu nhưng mà trong đây là Fukudon. Cái này là làm từ bên Nhật Bản với lại Fukudon thật. Trong đây cũng có là nấm linh chi, nó gọi là nấm thái dương trong đó luôn. Thì một chai vậy đó, một chai rất là nhỏ, nó khoảng là 30ml, có hơn 1.500mg của chất Fukudon trong đó. Có hàm lượng Fukudon rất là cao trên thị trường hiện nay. Thì 3 chai vậy trị giá cần là 100 đồng. Nhưng mà khi quý vị mua cái bộ này, quý vị sẽ được 3 chai để thử. Thì 3 chai vậy mình uống là trong vòng 1 tuần lận nha quý vị. Dạ, và tiếp theo trong đó đó, quý vị cũng sẽ được là 5 cái loại mặt nạ. Thì mặt nạ 5 cái vậy mình có thể xài hơn 1 tháng lận. Đúng rồi. Dạ. Tại vì một tuần mình có thể sử dụng một cái thôi là đủ rồi. Và mặt nạ ai cũng thích mặt nạ hết, mặt nạ dễ dùng. Thường thường thì Jennifer dùng mặt nạ khi nào? Thường thường á, Jennifer dùng là một tuần 1 đến 2 lần. Thì sau khi Jennifer tắm ra, Jennifer bỏ một miếng mặt nạ lên và đáp mình coi phim hay cái gì đó. Đúng rồi. Dạ, còn chị Xuân Quỳnh chị dùng? Thường thường á, thì Xuân Quỳnh hay bỏ mặt nạ vào trong tủ lạnh. Thì mình thích rồi thích đắp cho nó mát á. Dạ, nó mát dịu xuống làn da, dàn da làn da của mình xuống. Thì thưa quý vị, nguyên cái bộ đó đó, Jennifer chưa nhắc là trong cái bộ đó cũng có tặng một cái hộp nước uống collagen beauty drink nữa. Thì khi quý vị mua ngoài đó, mua riêng á là tới 700 đồng lận. Nhưng mà cái bộ hôm nay chỉ có 475 đồng thôi. Đúng rồi, 475 đồng cho 10 sản phẩm và mình còn được tặng thêm một cái gift pack nữa.
Yeah, so cái special gift bag này đó là khi quý vị đến hai chi nhánh của Forever Biltmore, quý vị sẽ được tặng thêm một cái gift bag trị giá 125 đồng. Thì trong đó có những sản phẩm á, cũng có giống như mặt nạ, cũng có nước uống collagen trong đó. Quý vị có thể xài những sản phẩm này để chuẩn bị cái làn da của mình và body của mình cho mùa hè sắp tới. Đúng rồi, và chắc là mình bây giờ mình chia sẻ về cái promotion của collagen lại ha Jennifer. Promotion của collagen thưa quý vị đó là một hộp như vậy là 150 đồng, gồm có 8 chai và cứ mỗi chai như vậy thì có hơn 20.000mg. Một tuần thì quý vị chỉ cần dùng từ 2 cho đến 3 chai mà thôi. Và khi quý vị mua 2 thì sẽ được tặng 1, mua 5 thì sẽ được tặng 4. Dạ, và khi quý vị mua mua nước uống collagen về thì quý vị sẽ thấy là cái chất lượng của nó rất là cao, nó đậm đà, cái hương vị nó rất là dễ uống. So nếu mà quý vị có xài nước uống collagen qua mà có lẽ là quý vị không có thích tại vì nó tanh quá hay là nó lạ quá đó, quý vị sẽ không có thấy cái vẻ này của. Và một cái điều khác mà Xuân Quỳnh rất là thích đó là mình không có cái chất bảo quản trong cái chai collagen này. Và cái đường mà công ty Forever Biltmore dùng cũng là một cái loại đường tự nhiên nữa, so quý vị không có cần lo là lên cân. Cứ nhiều lúc á, những cái loại collagen mà nó gọi là rẻ tiền đó, trong đó nó dùng là high fructose corn syrup, những cái loại đường giả, hay là những cái thành phần mà nó không phải là thật, hay là cá của nó không phải là cao cấp. Với lại collagen, nhiều khi những cái collagen nào mà từ động vật á, nó cũng không có tác dụng tốt bằng những collagen từ cá. So nếu mà quý vị muốn là trị những cái vấn đề về da hay là muốn cho cái làn da của mình càng ngày càng đẹp hơn á, từ trong ra ngoài quý vị nên tìm đến những cái loại collagen chiết xuất từ cá. Thì Jennifer muốn nhắc lại đó là cái promotion của nước uống collagen là hiện nay là 2 tặng 1, là mua 2 hộp tặng 1 hộp. Đúng rồi. 5 hộp tặng 4 hộp. Và cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng là cái bộ kem này gồm có là thực phẩm chức năng, có là sữa rửa mặt. Đúng rồi, và kem dưỡng da nữa để mà mình có thể thoa lên mặt, mình dưỡng từ bên trong và mình nuôi dưỡng cái làn da từ bên ngoài luôn. Là một bộ như thế này gồm có 10 sản phẩm đó là 700 đồng. Tuy nhiên trong cái đợt này thì quý vị chỉ cần trả là 475 đồng thôi cho 10 sản phẩm. Dạ, và nếu mà quý vị muốn thử những cái sản phẩm này trước trên cái làn da của mình để coi nó có thích hợp hay không, quý vị có thể đến hai chi nhánh, hoặc nếu mà quý vị ở những tiểu bang khác hay là những ở thành phố khác đó, quý vị có thể điện vào và xin những cái free sample này luôn. Thì ngày lễ Mother's Day sắp tới đó, thì công ty Forever Biltmore cũng lúc nào cũng muốn là cảm ơn những người mẹ. So quý vị nhớ là theo dõi công ty Forever Biltmore trên Facebook để coi ngày lễ Mother's Day có những cái chương trình gì đặc biệt. Đúng rồi, và quý vị cũng có thể theo dõi lại những chương trình của In Your Skin trên Facebook của Forever Biltmore cũng giống như trên YouTube channel của Forever Biltmore. Ngày lễ Mother's Day chị chính đi chơi đâu? Ngày thể Mother's Day sắp đến á, thì Xuân Quỳnh cũng đang suy nghĩ là không biết sẽ dẫn mẹ mình đi đâu cũng giống như là sẽ đi ăn ở đâu nữa. Thường thường ngày lễ Mother's Day đó thì mình có vài cái option. Đầu tiên là dẫn mẹ mình đi ăn, đi chơi giống như đi chùa hay đi biển gì đó, phải không? Hoặc là mình cũng có thể nấu ăn ở nhà cho mẹ. Cũng có thể nấu ăn. Thường thường những người mẹ thì họ luôn nói là ô đừng có mua hỏi gì hết. Đúng rồi. Phải save money. Nhưng mà thật ra là khi mà mình mua thì lúc nào mẹ cũng vui hết. Đúng rồi. Nhưng mà có nhiều lúc mình không có biết là mình nên mua cho cái người vợ của mình hay là người mẹ của mình cái gì nữa. Thì nếu mà quý vị không có biết nên mua cái gì đó thì quý vị có thể mua đến cái bộ vẻ đẹp vĩnh hằng. Trong đó gồm có tất cả hết những cái sản phẩm vừa chăm sóc da bên ngoài mà chăm sóc sức khỏe của mình bên trong nữa. Và đặc biệt là với promotion rất là đặc biệt thưa quý vị, là 700 đồng cho 10 sản phẩm nhưng mà đợt này chỉ còn có 475 đồng mà thôi. Thì trong cái bộ đó đó có kem dưỡng ban ngày, kem dưỡng ban đêm, có những cái thuốc bổ trong đó nữa, có sữa rửa mặt, tất cả hết. So nó rất là dễ để cho người mẹ của mình hay là người vợ của mình xài. Và những cái loại kem này là những cái loại kem mà nó gọi là rất là sang trọng. Đúng rồi, mà cần thiết cho cái cuộc sống của mình nữa. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì đó, quý vị có thể điện vào số công ty đó là 888-933-7624. Hoặc quý vị có thể gọi vào số phone là 415-819-1497 để mà trò chuyện với Jennifer và Xuân Quỳnh bây giờ. Và nếu mà quý vị muốn mua cái bộ miếng che chống nắng đó, thì công ty Forever Biltmore hiện nay có 2 chi nhánh. Sắp tới đó, công ty Forever Biltmore sẽ có những cái chi nhánh ở dưới Phước Lộc Thọ nếu mà quý vị ở gần đó. Thì cái miếng che chống nắng này đó, một bộ vậy nó có là 2 miếng, một miếng lớn và một miếng nhỏ.
Jennifer đang có trên màn hình là một cái miếng nhỏ. Thì quý vị kéo cái kiến lên rất là dễ dùng, mình chỉ đẩy nó vào để cho nó hít vào cái miếng mũ với lại cái miếng kiến của cái xe của mình. Quý vị sẽ thấy là mình không có cần dán gì hết, nó rất là dễ dùng và nó rất là strong và nó an toàn nữa. So khi mình lái xe, cái hơi nóng bốc vào, mình không có cần lo là cái mũ plastic. Mà Jennifer biết là nếu mà nắng mà nó tiếp xúc với làn da của mình nhiều quá thì nó sẽ gây nám, phải không? Dạ đúng rồi, nó gây nám, nó làm cho da mặt mình bị chảy xệ. Và nhiều khi còn làm giảm đi cái lượng collagen trong làn da của mình nữa. Dạ đúng rồi, và khi, quý vị biết là khi mà mình bị giảm cái sự bổ sung collagen trong cái làn da của mình á, thì cái quá trình lão hóa nó sẽ mạnh hơn. Thì cái miếng che chống nắng này, Jennifer đang show là cái màu grey, là màu xám, thế nên là cái miếng nhỏ. Mỗi cặp có miếng nhỏ và miếng lớn cùng màu. Nhưng mà Jennifer muốn share với quý vị là cái miếng lớn nó bự bao nhiêu. Thì cái này là cái miếng xanh của công ty Five Review More, cũng là một cái màu rất là popular. Thì cái này quý vị có thể xài ở đằng sau khi mà mình lái những trẻ em, hoặc là cái bên cạnh người lái xe. Và với promotion của Five Review More đó là khi quý vị mua 4 set sẽ được free shipping. Dạ, thì nếu mà quý vị ở những tiêu bang khác hay những thành phố khác đó, thì công ty Five Review More có thể gửi cho quý vị những cái bộ che chống nắng này. Và ngoài cái đó ra, công ty Five Review More cũng có những cái loại cảnh đặc biệt giống như cái này. Cái này là cảnh biển đây, rất này là rất đẹp, là phù hợp với mùa hè, phải không? Dạ đúng rồi, hoặc là nếu mà mình ở mình đang mùa đông, mình muốn nhìn cảnh biển thì quý vị có thể mua cái cảnh này. Dạ, có 4 màu cho quý vị lựa chọn lần. Quý vị có thể đến với 2 chi nhánh tại miền Nam cũng như miền Bắc của Five Review More để mà pick up những cái sản phẩm này. Hoặc nếu quý vị ở tại xuyên bang đó, thì mình khi mà mình order 4 set trở lên thì mình sẽ được free shipping. Dạ, so Jennifer rất là thích cái miếng che chống nắng này. Tại vì lúc nào mình cũng phải lái xe, mình đi gặp khách hay là mình phải đi giao hàng hay gì đó đó. Và ở Napoli lúc đặc nào cũng kẹt là, xe hết. Xuân mình thấy là nhiều khi xe của mình có trẻ em đó thì mình cũng nên mua để mà cho các em không có bị nắng. Dạ, thì mỗi gia đình vậy, nếu mà mình có một xe mình chỉ cần một cặp thôi. Còn nếu mà mình có hai xe trở lên thì nó tiện hơn nếu mà mình mua nhiều cặp. Tại lúc nào ở trong xe cũng có hết. Tại vì Jennifer promise là khi quý vị xài qua một lần rồi đó, quý vị sẽ không bao giờ lái xe nữa mà không có cái miếng che chống nắng. Đúng rồi. Dạ. Thì ngoài cái che chống nắng ra để bảo vệ làn da đó, quý vị nhớ là mình phải uống những cái thực phẩm chức năng từ trong ra ngoài. Mình nói rất là nhiều về những cái nào là sản phẩm collagen nó mang lại lợi ích như thế nào cho làn da. Dạ. Nhưng mà chắc là Xuân Quỳnh với Jennifer sẽ chia sẻ thêm về collagen là gì, phải không Jennifer? Thì collagen nó là một cái dạng protein trong cơ thể mình, nó chiếm 30% protein trong cơ thể. Và sau độ tuổi 25 thì cái lượng protein đặc biệt này nó sẽ giảm đi. Và ngoài ra, chắc là... Jennifer thấy cái cuộc gọi nhỉ? Cuộc gọi đây. Jennifer xin mời, hello. Hello, cho tôi hỏi là cái miếng che nắng á. Dạ. Chị có không ạ? Chị nói sao chị em nghe không có rõ. Sorry. Chị, hello. Chị ơi. Dạ. Dạ, em nghe được rồi chị. Hỏi là cái miếng. Chị ơi, cái miếng một cái set che nắng này đó thì có 2 miếng có giá là 15 đồng thưa chị. Dạ, mua 4 thì sẽ được free shipping, không? Dạ. Dạ. Dạ, cái này là hiện giờ tụi em không có những cái chương trình, tại vì một cặp vậy là 15 đồng rồi chị. Dạ. Còn như là bây giờ không phải là mua 2 tặng 1 hay mua 3 tặng 1 thì không có, cái một cặp là 15 đồng. Dạ, cứ một cặp là 15 đồng chị. Dạ. Nếu mà chị đến hai chi nhánh. Dạ, sao chị? Tôi thấy trên TV có hai loại ha. Tôi đang nói cái kích thước á, có một loại lớn hơn mà có cái hình biển biển, cái đó là miếng bự, phải không? Còn cái miếng màu xám với miếng màu xanh là cùng một size, phải không? Dạ không, so cái miếng mỗi cặp nó đi là hai miếng một miếng bự và một miếng nhỏ đó chị. Dạ, so cái mà chị đang coi này đó là một cảnh thôi, nhưng mà nó là một size, nó dài hơn cái loại thường của tụi em là cái miếng xanh hoặc là miếng xám. Ở đây đó, mỗi cặp nó cũng là mỗi cặp nó có những cái size khác hết, nhưng mà giống như mỗi cặp chỉ mua một màu thôi. Đúng rồi. Dạ, so giống như màu xanh tụi em có là miếng lớn và cũng có miếng nhỏ luôn. Dạ. Và cái màu cảnh biển cũng vậy nè. Tôi biết là cái này có, nó là một cặp, một miếng lớn, một miếng nhỏ, cái màu nào của chị cũng là một cặp, đúng không? Dạ, nhưng mà cái màu cảnh á, là nó dài hơn tí xíu cái màu thường, chị đúng.
Dạ, so em đang coi. Ở cái đó cái mà có cái hình giống như ở biển ấy, dạ. Cái đó là bao nhiêu tiền một cặp? Cũng 15 đồng chị. Nó chỉ khác cái design thôi chị. Ở miền Nam Cali thì mình tới pick up ở đâu? Cái địa chỉ trên màn hình để sau show tại tụi em có chi nhánh ở thành phố Santa Ana đó, để sau show em gửi cho chị địa chỉ đó không chị? Được. Dạ. Ok, chị tên gì chị? Mình tên là Kim. Ok, yeah. Em cảm ơn chị Kim rất nhiều. Ok. Dạ, thưa chị Kim. Dạ, rất là cảm ơn chị Kim và cảm ơn những quý khách mà điện vào và hỏi thăm về cái miếng che chống nắng. Dạ, và nếu mà Jennifer chưa kịp bắt phone thì sau chương trình ngày hôm nay thì Jennifer sẽ gọi điện thoại lại cho quý vị. Quý vị có thể gọi vào bây giờ để mà giữ những cái promotion này, là số phone là 415-819-1497. Dạ. Nếu mà quý vị đã coi show hoặc là đang comment vào cái Facebook Live, quý vị nhớ là quý vị có thể comment vào những cái Facebook Live và đúng trò rồi. Chuyện chung với lại Jennifer và Xuân Quỳnh lúc này, tại vì Jennifer cũng sẽ trả lời quý vị nào đang comment trên Facebook nữa. Dạ, và nếu mà quý vị là một người khách cũng lâu năm của công ty Forever Be More, Jennifer cũng xin hỏi quý vị là lên Facebook và nhớ là like, comment và share cái Facebook lên. Dạ, đây là chắc tiểu bang khác, chắc không phải. Dạ, tại vì sau giờ show đó, nếu mà quý vị điện vào cái số 888 đó, quý vị cũng có thể điện vào, sẽ có nhiều đặt hàng. Quý vị sau show thì quý vị có thể order với số phone là 1-888-933-7624. Dạ, thì trở lại với lại collagen là gì đó. Trong cơ thể của mình đó, là nó có 3 loại collagen, thường thường trong khớp xương. Là collagen nó gọi là type 2 và type 3, là loại 2 và loại 3. Còn trong da của mình á, là nhiều nhất á, là nó gọi là type 1 collagen. Tùy theo quý vị muốn trị cái gì đó, nếu mà quý vị muốn là trị đau nhức khớp xương đó, thì mình có thể lựa nó gọi là type 2 collagen, chiết xuất từ bò hoặc là heo. Nhưng mà quý vị nhớ đó, là muốn trị những cái làn da của mình cho nó càng ngày càng đẹp để bổ sung collagen trong làn da đó, quý vị nhớ tìm đến là collagen chiết xuất từ cá. Đúng rồi, tại vì cá thì nó cấu trúc cái làn da của nó phù hợp hơn với cái cấu trúc làn da của con người mình. Dạ. Và rất là tiếc là thời gian dành cho chương trình không còn nhiều nữa. Xuân Quỳnh và Jennifer xin gặp lại quý vị trong tuần sau vào thứ ba, cũng là từ 6 giờ cho đến 3 giờ chiều trên đài Little Saigon TV.